Còn 2 tuần nữa là bước vào năm học mới 2023-2024, thị trường sách vở và đồ dùng học tập trên địa bàn tỉnh đang trở nên sôi động. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các công ty chuyên ngành, siêu thị, cửa hàng, nhà sách tư nhân cũng đã chuẩn bị nguồn hàng khá dồi dào, đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại để phục vụ giáo viên và học sinh. Dạo quanh một số cửa hàng sách và văn phòng phẩm trên địa bàn thành phố Nam Định và một số địa phương trong tỉnh, có thể thấy các loại mặt hàng phục vụ học tập khá phong phú, dồi dào. Đến năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông mới đã triển khai đến lớp 1, 2, 3 của bậc tiểu học, lớp 6, 7 bậc trung học cơ sở và lớp 10 của bậc trung học phổ thông. Còn năm học mới 2023-2024 sắp tới, sẽ có thêm học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sẽ tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Từ khi triển khai chương trình mới, thị trường sách giáo khoa có sự tham gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam. Hai đơn vị này đang có tất cả 3 bộ sách áp dụng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt áp dụng. Trong đó, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và chân trời sáng tạo. Còn Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam có bộ sách Cánh diều. Ở trong tỉnh, ngoài Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục cung cấp sách giáo khoa, sách tham khảo, bổ trợ đến các nhà trường theo đăng ký từ trong năm học trước, thì còn có hệ thống các nhà sách cũng cung cấp các loại sách từ các nhà xuất bản. Năm nay, Hiệu sách Nhân dân thành phố Nam Định cũng đã nhập khoảng 10.000 bản sách giáo khoa, sách bổ trợ, phục vụ năm học mới. Đến hiện tại, Hiệu sách đã bán được khoảng 90% bản sách. Đến thời điểm này thì cái công tác để chuẩn bị phục vụ năm học mới thì là công ty cũng chủ yếu là tương đối đầy đủ, kể cả là về mặt hàng sách cũng như mặt hàng văn phẩm như là giấy vở hay là cặp sách hoặc là bút chẳng hạn. Nhưng mà riêng về cái mặt hàng sách ấy thì là năm nay đến cái thời điểm này so với năm thì cái sức mua thì nó chưa được bằng. Có thể là do nhiều nguyên nhân, năm nay có một số chút thay đổi về cái góc độ bán. Mỗi năm thì có thể là các trường cũng tham gia bán, nhưng hôm nay có một số trường là cũng không kinh doanh cái mặt hàng sách này nữa, mà để cho học sinh tự ra mua ngoài, mà cũng chưa có cái chương trình cụ thể. Nên có thể là một số phụ huynh là cũng chưa nắm bắt được cái thông tin này. Năm nay là năm thứ tư, là cũng theo cái chương trình cải cách của chương trình đổi mới giáo dục năm 2018 ấy. Đấy nên bây giờ là mình trong cái giai đoạn là vừa bán vừa tìm hiểu. Đấy là các trường học như nào mình mới lại khai thác thêm như vậy. Bên cạnh sách giáo khoa mới, tại các cửa hàng sách giáo khoa cũ, năm nay thị trường khá sôi động. Theo chủ các hiệu sách cũ, do tình hình kinh tế năm nay, nhiều gia đình đã mua sách cũ cho con, là những học sinh tiếp tục học theo chương trình đã ban hành. Từ khi kết thúc năm học đến nay, nhà sách Mạnh Thủy trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định đã cung cấp gần 5 tấn sách cũ, chủ yếu là sách giáo khoa, các loại sách tham khảo đến người học sinh ở khắp các huyện, thành phố, cho thấy nhu cầu mua sách cũ cũng được nhiều học sinh lựa chọn. Cùng sách giáo khoa, các loại sách tham khảo, các mặt hàng đồ dùng học tập cũng rất đa dạng và phong phú, với nhiều chủng loại, mẫu mã và chất lượng khác nhau. Hầu hết các nhà sách đều dành riêng một khu lớn để trưng bày các loại vở học sinh, dụng cụ học tập. Trong những năm gần đây, sản phẩm đồ dùng học tập cho học sinh do các doanh nghiệp trong nước sản xuất ngày càng phong phú, mẫu mã được cải tiến, giá cả phù hợp với các đối tượng học sinh. Bên cạnh những đồ dùng học tập thông thường, nhiều sản phẩm mới ra đời nhằm bảo vệ sức khỏe cho học sinh, giúp các em chống cận thị trong khi ngồi học, như đèn chống cận, bảng chống lóa cũng được giới thiệu và bày bán tại các nhà sách. Hôm nay thì con đi mua để chuẩn bị sách cho năm học vào lớp 10 ạ. Con chọn đến nhà sách này bởi vì là ở đây sách thì rất là đảm bảo, lại cũng có nhiều loại nữa thì mình có thể chọn. Có thể thấy thị trường sách và đồ dùng học tập khá phong phú và đa dạng, giá cả phù hợp, tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh mua sắm đầy đủ trước khi bước vào năm học mới.